Theo một cựu tướng lĩnh Nga, Mỹ có thể lợi dụng xung đột Israel-Hamas để mở mặt trận thứ hai nhằm lôi kéo quân đội Nga từ Ukraine sang Trung Đông. Ông Viktor Sobolev, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia, Hạ viện Nga, mới đây đã tuyên bố trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí của tập đoàn truyền thông Russia Segodnia rằng mọi cuộc xung đột quân sự trên thế giới kể từ giữa thế kỷ 20 đến nay đều có liên quan đến Mỹ. Theo ông, kể từ những năm 50 của thế kỷ trước, Hoa Kỳ nếu không khiêu khích, khơi mào hoặc tham gia gián tiếp như ở Ukraine thì cũng trực tiếp tham chiến vào hầu hết các cuộc xung đột quân sự trên thế giới, chỉ nhằm mục đích cố gắng thu lượm lợi ích tối đa từ chúng. Trong bối cảnh hiện nay, rõ ràng là tình hình ngày càng xấu đi ở Trung Đông, nơi quyền lực và ảnh hưởng của Washington gần đây đã bị lung lay mạnh mẽ, sẽ không phải là một ngoại lệ đối với chính sách gia tăng can dự để thu lợi và mở rộng quyền lực bá chủ của Mỹ. Trên cơ sở đó, vị quan chức Nga nhận định là, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng ở dải Gaza hiện nay, Mỹ có thể lợi dụng cuộc xung đột Palestine-Israel để tấn công đối thủ lâu năm Iran, quốc gia mà Mỹ cho là người ủng hộ nhiệt thành cho Hamas và các lực lượng giải phóng Ả Rập hiện đang chiến đấu với Israel. Ông Viktor Sobolev đưa ra quan điểm này trên cương vị là một vị tướng, đã từng đảm nhận cương vị là tư lệnh quân đoàn vũ trang tổng hợp số 58, chứ không đơn thuần chỉ là một chính khách salon. Vị tướng này nhận định, ngoài việc giúp đồng minh Israel tấn công lãnh thổ Palestine, trực tiếp tấn công địch thủ lâu năm Iran, cuộc xung đột này còn có lợi cho Mỹ vì chính quyền Washington hy vọng sẽ chuyển lực lượng Nga từ Ukraine sang hướng chiến lược này. Sobolev nhắc lại rằng, có các căn cứ quân sự của lực lượng vũ trang Nga ở Syria, căn cứ không quân Khmeimim Air Base và căn cứ hải quân Tartus Russian Naval Base in Tartus và nhiều quân nhân Nga đang hiện diện ở đất nước ven bờ biển phía đông địa Trung Hải. Nếu tình hình leo thang và cái gọi là mặt trận thứ hai của lực lượng kháng chiến Ả Rập chống lại Israel mở ra ở phía bắc đất nước, IDF, lực lượng phòng vệ Israel, chắc chắn sẽ bắt đầu tấn công Cộng hòa Ả Rập Syria. Ngay sau khi bùng nổ cuộc đối đầu quân sự giữa người Palestine và Israel, chính quyền Damascus đã ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động của nhóm vũ trang Palestine Hamas. Bộ Ngoại giao Syria lưu ý rằng, phản ứng của lực lượng kháng chiến Palestine chứng tỏ người dân nước này có quyền thành lập một nhà nước độc lập trên đất của họ. Theo vị tướng Nga, còn một lý do khác khiến Mỹ có thể trực tiếp can thiệp vào cuộc xung đột ở Trung Đông là nhằm mở mặt trận thứ hai, nhằm gây áp lực đối với lợi ích của Nga ở Trung Đông, buộc Moscow phải điều động lực lượng từ Ukraine hỗ trợ các căn cứ ở Syria. Tướng Nga cho rằng, với sự thất bại rõ ràng của chiến dịch Ukraine, trong đó hàng chục tỷ đô la tiền thuế của người Mỹ đã được đầu tư, đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden cần có một cuộc chiến thắng lợi trước thềm cuộc bầu cử tổng thống. Khó có khả năng Washington sẽ quyết định triển khai chiến dịch trên bộ chống lại quốc gia nằm giữa sa mạc là Iran, nhưng việc tung ra các cuộc tấn công tên lửa và không kích nhằm vào đối thủ của Israel là một kịch bản mà Mỹ đã sử dụng thành thục, vừa ít tốn kém lại không đổ máu, nên hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với Nhà Trắng. Về phía Israel, quân đội Israel đã đụng độ với nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon ở biên giới phía bắc hôm 14 tháng 10, giữa lo ngại có nguy cơ xuất hiện mặt trận thứ hai sau dải Gaza. Theo lực lượng phòng vệ Israel, cuộc đụng độ chiều 14 tháng 10 bắt đầu sau khi khoảng 30 quả đạn cối được phóng vào các vị trí quân sự trong khu vực tranh chấp núi Dop ở biên giới Lebanon. Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công, nói rằng nhóm này đã phóng súng cối và tên lửa chống tăng dẫn đường vào nhiều vị trí của Israel. Nhóm Hezbollah sau đó công bố đoạn video về các vụ tấn công. Tờ The Times of Israel dẫn lời IDF cho biết, họ đã pháo kích vào nguồn hỏa lực và thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhóm khủng bố đang lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng dẫn đường nhằm vào quân đội Israel trong khu vực. IDF thông báo họ cũng tấn công một số địa điểm của Hezbollah ở miền nam Lebanon. Hai người dân Lebanon thiệt mạng trong vụ pháo kích vào ngôi làng phía nam Seba. Ngoài ra, IDF cho biết họ đã phóng một tên lửa phòng không vòm sắt và một mục tiêu đáng ngờ bay vào không phận Israel từ Lebanon. Các cuộc đụng độ xảy ra vài giờ sau khi IDF cho biết họ đã tiêu diệt ba kẻ khủng bố đang cố gắng xâm nhập vào Israel từ Lebanon vào sáng 14 tháng 10. Vài giờ sau vụ tấn công qua lại giữa Hezbollah và Israel, hai quả tên lửa đã được phóng từ Syria vào miền bắc Israel, còi báo động vang khắp thị trấn Abne Eitan thuộc cao nguyên Golan. IDF cho biết cả hai tên lửa đều rơi xuống khu vực chống trải và không gây thiệt hại. Quân đội Israel nói thêm rằng họ đã đáp trả bằng pháo kích. Vào cuối ngày 14 tháng 10, Bộ Quốc phòng Syria cho biết Israel đã không kích vào sân bay Aleppo, khiến sân bay này ngừng hoạt động.
Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi xảy ra một cuộc tấn công tương tự nhằm vào các sân bay Aleppo và Damascus. Hãng tin Reuters trích dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria thông báo, Israel đã thực hiện cuộc không kích từ hướng Địa Trung Hải nhằm vào sân bay quốc tế Aleppo, khiến sân bay bị hư hại và không thể hoạt động. Quân đội Israel chưa lên tiếng về cáo buộc. Trước đó, Israel đã không kích sân bay ở thủ đô Damascus của Syria, làm hư hại đường băng. Các nguồn tin cho biết Israel tấn công vào sân bay nhằm làm gián đoạn tuyến đường viện trợ của Iran cho Syria. Ảnh hưởng của Iran tại Syria đã tăng lên từ khi Tehran hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad trong cuộc nội chiến bắt đầu vào năm 2011. Trong ngày 14 tháng 10, Iran cảnh báo rằng nếu Israel không dừng tấn công Gaza ngay lập tức, tình hình có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và gây ra hậu quả sâu rộng. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.